U21 là mình theo là đấy cũng có mấy em 21 thôi, tầm là quá tuổi rồi. 20 với cả 19 thì rất là ôi sao lắm mấy à? Ôi đá mày đá thế mày có bảo người khác. Hôm nay thì chúng ta sẽ được quay cả buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội. Vẫn chưa gọi là ông chú dượng nhỉ, đúng không nhỉ? Chuyện rất là bình thường. Các cầu thủ có 500 triệu cầu thủ Việt thì không có bằng 1/10 những cầu thủ gọi là tốt. Việc gia cố hàng phòng thủ của Hà Nội phần lớn là cầu thủ trẻ,